Thưa quý vị và thưa các bạn thí sinh, ngày hôm nay thì Hà rất là vui được ban tổ chức mời tới đây để cùng chia sẻ những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm của mình cùng với nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng mang nhãn hiệu Nutrilite tới các bạn thí sinh, giúp cho các bạn có thể trang bị một cái thể lực toàn diện, chăm sóc một cái sức khỏe tối ưu để có thể hoàn thành tốt nhất cái phần thi của mình trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Và vô cùng là vui mừng ngày hôm nay Hà lại được đồng hành cùng với một trong những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam. Và xin mời quý vị cùng với tất cả các bạn thí sinh, chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chào đón Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Bạch Mai, là Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam ạ. Thưa bác sĩ Mai, thì khác với mọi năm, cuộc thi Hoa hậu năm 2016 lại có thêm hai hạng mục mới, đó là người đẹp truyền thông và người đẹp nhân ái, để không chỉ tôn vinh cái nét đẹp hình thể mà còn tôn vinh nét đẹp tri thức và tâm hồn của người phụ nữ Việt Nam. Đây hứa hẹn sẽ là một cái cuộc thi đầy thú vị và thử thách đối với tất cả các bạn thí sinh. Vậy thì thưa bác sĩ, dưới góc nhìn của một chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam, bác sĩ có thể chia sẻ cùng các bạn thí sinh quan điểm của bác sĩ như thế nào là một vẻ đẹp toàn diện? Cũng vừa qua cái chia sẻ của anh Vũ Tiến, Phó trưởng ban tổ chức thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016, thì đây cái việc mà chúng ta tổ chức ra hai danh hiệu là Hoa hậu truyền thông và Hoa hậu nhân ái thì cũng là một cái điều hết sức là đặc biệt, bởi chúng ta quan niệm về cái sức khỏe toàn diện, đó là một cái sức khỏe trước hết, cái vẻ đẹp toàn diện ấy trước hết nó phải thể hiện ở cái dáng vẻ bên ngoài, thì đó chính là các cụ đã nói rồi ạ, nhất dáng nhì da. Và các bạn phải có được là cái răng, cái tóc là góc con người. Các cụ đã nói tất cả những điều ấy, đấy chính là cái vẻ đẹp bên ngoài. Mà tối hôm qua tôi được dự cái buổi thi Hoa hậu này, đã nhìn được các bạn tỏa sáng mà thực sự là vô cùng ngưỡng mộ. Cái dáng các bạn thì có lẽ tôi mơ không biết là đến bao giờ, tôi thì chắc là không được rồi, mà người Việt Nam có thể có được cái chiều cao, cái tầm vóc như là các bạn đang có, thực sự là rất tuyệt vời. Và thứ hai nữa là đối với sức cái vẻ đẹp toàn diện đó chính là cái nét đẹp về tâm hồn, tức là các bạn phải có một cái tri thức, rồi cũng như là có lòng nhân ái và có một tâm hồn, có một cái những cái ứng xử hết sức là thông minh và luôn luôn là tỏa sáng. Và hôm qua thông qua các cái đặc điểm mà các bạn, mỗi một người các bạn có những câu nói mà tôi thực sự với các bạn ở một tuổi trẻ như thế này mà các bạn nói được những cái câu như hôm qua dẫn ở trong cái cuộc thi thì tôi thấy hết sức là ngưỡng mộ, và chứng tỏ các bạn vừa có cái vẻ đẹp của bên ngoài, hình thể bên ngoài, vừa có cái nét đẹp của tâm hồn, cho nên chắc chắn đó chính là một cái vẻ đẹp toàn diện. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ. Và thực sự là cũng rất là thú vị, đó là ở cái độ tuổi mà 18 đến 25 như các bạn thí sinh ở đây, thì thực sự là các cái vấn đề về bất ổn về sức khỏe thì lại chưa tỏa ra ngoài. Vâng. Đa phần thì các bạn thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thì lại rất là bận rộn và vất vả trong cái việc là chuẩn bị tốt nhất cho phần thi của mình, và thực sự là không có nhiều thời gian để có thể vừa chăm sóc sức khỏe cũng như lại vừa giữ được cái vóc dáng cân đối và làn da như là mong muốn. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm với các bạn thí sinh để các bạn có thể biết là các bạn nên trang bị những cái kiến thức gì để có được một cái vẻ đẹp toàn diện ạ? Vâng, chắc chắn là muốn có một vẻ đẹp toàn diện thì chắc chắn nó phải được bao trùm lên nó, đó là các bạn phải có sức khỏe tốt, các bạn mới có thể có được một cái vẻ đẹp toàn diện được. Và cái sức khỏe tốt ấy thì nó phải đi theo với một cái lối sống rất là lành mạnh. Và để mà có được một cái lối sống lành mạnh thì các bạn phải có một cái kiến thức khá là đầy đủ về các mặt, như là trước hết thì các bạn phải luôn luôn có tinh thần lạc quan. Các bạn có lạc quan các bạn mới đủ tự tin, các bạn có lạc quan nụ cười các bạn mới rạng rỡ, đúng không ạ? Chắc chắn là cái sự lạc quan là yếu tố tinh thần sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều, không chỉ trong cuộc thi Hoa hậu này mà còn trên hành trình trong suốt cuộc đời các bạn. Vấn đề thứ hai là các bạn phải có một cái kiến thức về cái vận động hàng ngày. Vận động là một cái liều thuốc vô cùng bổ dưỡng đối với cơ thể chúng ta, và làm sao các bạn có một vận động hết sức là phù hợp với độ tuổi, với sức khỏe. Và tôi nghĩ rằng tất cả 18 các bạn ở đây, 18 bông hoa đẹp ở đây, các bạn đều trải qua một cái giai đoạn vận động thật là vô cùng là
là gọi là lao động nặng được đấy ạ, trong cái suốt cái thời gian vừa rồi để các bạn có thể là tiến bước được vào cái vị trí hiện nay của cuộc thi Hoa hậu. Và các bạn vận động vừa sức có nghĩa là nhịp tim của các bạn sẽ chỉ sử dụng hết độ khoảng 70% cái nhịp tim tối đa. Nhịp tim tối đa là gì? Nhịp tim tối đa chính là bằng 220 trừ đi số tuổi của các bạn. Đấy là nhịp tim tối đa các bạn có thể chịu được. Và khi các bạn vận động thì nên sử dụng 70% cái quỹ nhịp tim tối đa đấy thôi. Và vấn đề thứ ba là chắc chắn rằng muốn được có vẻ đẹp toàn diện, các bạn phải có kiến thức về giấc ngủ. Giấc ngủ vô cùng quan trọng. Ở tuổi các bạn thì giấc ngủ không làm cho các bạn cao thêm nữa đâu, nhưng mà giấc ngủ giúp cho các bạn tái tạo lại tất cả những cái neuron thần kinh, những cái sức lực đã mất trong cái thời gian lao động của buổi ngày. Và nếu như các bạn không có một giấc ngủ sâu thì các bạn không thể có một trí tuệ minh mẫn được. Và một điều quan trọng nhất, điều thứ tư, đó chính là các bạn muốn có vẻ đẹp toàn diện, các bạn phải có kiến thức về dinh dưỡng hợp lý. Và dinh dưỡng hợp lý ở đây thì chúng tôi mới có cái xuất bản của Viện Dinh dưỡng năm 2016 về cái tháp dinh dưỡng, bao gồm có cả 8 nhóm thực phẩm và đã hướng dẫn rất là cụ thể mỗi một ngày các bạn nên ăn bao nhiêu cái thực phẩm gì thì đều là rất cụ thể rồi. Và đặc biệt là với cái tháp dinh dưỡng này sẽ đem đến cho các bạn 4 cái nhóm chất dinh dưỡng vô cùng quan trọng, gồm có 3 nhóm chất cung cấp năng lượng, đó là chất đạm mà chúng ta hay gọi là cái món ăn mặn trong bữa ăn. Thế rồi nhóm chất bổ đường mà chúng ta hay gọi đi ăn là ăn cơm ấy, bởi vì là đấy là cái chất bổ đường cung cấp cái năng lượng chính cho bữa ăn. Thế rồi nhóm chất béo, đó là 3 nhóm chất sinh năng lượng. Nhưng có một cái nhóm chất mà đôi khi không mấy chúng ta để ý, đó là nhóm các vitamin và chất khoáng, cũng như là các cái dưỡng chất thực vật có một vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe. Tuy rằng nó không cho năng lượng nhưng rất quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Và để đánh giá một bữa ăn của các bạn có tốt hay không thì trước hết các bạn phải cung cấp đủ năng lượng. Và các bạn thấy rằng là với một cái lao động các bạn như hiện nay, nếu các bạn thấy rằng là các bạn bị gầy đi có nghĩa là các bạn đã thiếu năng lượng. Và các bạn nếu các bạn tăng cân có nghĩa là các bạn đã tích lũy cân nặng, có nghĩa là các bạn đã dư thừa năng lượng. Thì cái thông qua cái việc kiểm tra cân nặng đấy để các bạn biết được cái bữa ăn các bạn có đủ năng lượng hay không. Thế rồi trong bữa ăn ấy phải đủ cả 3 nhóm chất sinh năng lượng, đó là chất đạm. Nhưng nếu như trong điều kiện mà chúng ta rất là khó, có thể chúng ta nhu cầu cao trong vận cơ hiện nay thì chúng ta cần có những cái thực phẩm chất đạm giá trị sinh học cao. Rồi đối với các chất béo thì cần đến đặc biệt chú ý đến các axit béo không no cần thiết. Rồi đối với chất bột đường thì các bạn không nên quá mệt mỏi mà cứ lạm dụng các cái chất đường tinh chế như là nước uống có đường thì nó cũng không có lợi cho sức khỏe. Thế và đến nhóm thứ tư là các bạn rất hay lãng quên, nhất là khi các bạn thi hoa hậu như thế này, đó là nhóm vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thực vật. Và điều đặc biệt là không chỉ đủ mà các dưỡng chất này còn phải rất là cân đối, và các bạn phải lấy từ những thực phẩm khác nhau và đa dạng thực phẩm. Đó chính là nguyên tắc đầu tiên của dinh dưỡng hợp lý để cho một vẻ đẹp toàn diện. Vâng ạ, xin quý vị và các bạn thí sinh có thể dành một tràng pháo tay cảm ơn phần chia sẻ rất là tuyệt vời, những thông tin rất là hữu ích từ bác sĩ Lê Bạch Mai. Và thưa bác sĩ, qua chia sẻ vừa rồi thì bác sĩ có nhấn mạnh về một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để giúp các bạn thí sinh có được một vẻ đẹp toàn diện. Và bác sĩ cũng vừa chia sẻ về tháp dinh dưỡng bao gồm là 4 cái nhóm chất dinh dưỡng giúp mọi người có được một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tầm quan trọng của việc cung cấp đầy đủ các vi chất dinh dưỡng cho cơ thể mỗi ngày ạ? Vâng, chia sẻ với Thu Hà cùng với tất cả các bạn ở đây, đó là cái vi chất dinh dưỡng là cái mà chúng ta rất hay lãng quên. Bởi vì khi trong cơ thể chúng ta mà đói thì chúng ta cảm thấy đói, nhưng khi trong cơ thể chúng ta thiếu vi chất dinh dưỡng thì chúng ta lại không báo hiệu bằng cái dấu hiệu đói của dạ dày, mà chúng ta chỉ cảm thấy hơi mệt một tí, hoặc có thể các bạn đang ngồi đây muốn ngáp ngủ một tí, thế rồi là buổi sáng dậy thì chưa muốn dậy. Rất có thể đấy là những cái biểu hiện của thiếu vi chất dinh dưỡng, hoặc là cái mái tóc của các bạn hơi sơ, hơi khô, đấy cũng là dấu hiệu của thiếu vi chất dinh dưỡng. Và chính vì những cái dấu hiệu bên ngoài không được báo trước như vậy, cho nên người ta gọi thiếu vi chất dinh dưỡng là một nạn đói tiềm ẩn. Và cái nạn đói tiềm ẩn này nó lại rất phổ biến. Tôi dám chắc rằng trong tất cả các bạn ngồi đây thì hầu như chúng ta ai đấy cũng chỉ có một cái khẩu phần canxi thấp, tức là đáp ứng được khoảng 50% nhu cầu mỗi ngày thôi. Thế rồi các bạn ở đây thì chúng ta thấy rằng đối với phụ nữ Việt Nam, cứ 4 chị em phụ nữ không mang thai nhé, không cho con bú đâu ạ, thì có 4, cứ 4 chị em thì có một người bị thiếu máu. Và chắc chắn cái thiếu máu ấy sẽ làm cho làn da các bạn không thể tươi hồng được, làm cho đầu óc các bạn không lúc nào cũng minh mẫn để mà có thể tỏa sáng được cái nét đẹp tâm hồn vốn có trong mỗi bạn được. Rồi vấn đề thiếu kẽm của chúng ta, tới 80% phụ nữ có thai và khoảng xấp xỉ 60%
phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ của chúng ta bị thiếu kém, và chính những cái biểu hiện không biểu hiện ra bên ngoài đấy mà người ta gọi đó là nạn đói tiềm ẩn. Và đây chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh của cái việc mà chúng ta co cơ. Khi mà các bạn tập luyện là cơ phải co duỗi rất nhiều, và khi các cơ co thì nó sẽ đan xen vào nhau, chứ sợi cơ không ngắn lại. Và muốn đan xen được, co vào duỗi ra như thế này được một cái đều đặn, chắc chắn phải đủ canxi. Và nếu các bạn mà trong quá trình tập luyện các bạn thấy mình bị chuột rút, các bạn hãy nghĩ đến một yếu tố về dinh dưỡng, đó rất có thể các bạn đang thiếu canxi rồi. Và cái thiếu canxi ấy còn ảnh hưởng sâu sắc, đặc biệt là sự biến đổi theo tuổi như thế này. Ở mỗi độ tuổi, khi mà cái lượng canxi trong khẩu phần của chúng ta không đủ thì nó sẽ thấp dần cái canxi ở trong xương, bởi chúng ta phải lấy canxi trong xương để đặt vào máu, bởi vì cái canxi ở xương, ở răng tập trung tới 99%. Như là một cái kho dự trữ canxi của cơ thể. Và chúng tôi hy vọng rằng với cái dáng vẻ hôm qua các bạn đi rất kiêu sa, lưng các bạn rất thẳng, và chúng tôi cũng mong chờ là khi nào mà các bạn ở cái độ tuổi ngoại ngũ tuần, các bạn thử xem cái lưng mình mà lúc nó vẫn thẳng, như cái dáng mình đi vẫn kiêu hãnh như hôm qua, đấy mới là một cái khẩu phần đủ canxi, đấy mới là một cái dinh dưỡng đầy đủ về vi chất. Thì rất mong các bạn lưu ý ngay từ hôm nay. Đó. Vâng, rất là cảm ơn những cái thông tin vô cùng quý báu từ bác sĩ Lê Bạch Mai về việc thiếu vi chất dinh dưỡng là nạn đói tiềm ẩn. Và hầu hết người dân Việt Nam thì lại không cung cấp đủ các loại vitamin và khoáng chất trong khẩu phần ăn. Rất khó. Trong cái phần chia sẻ vừa rồi ạ, bác sĩ có nhắc tới một cái phần thành phần dinh dưỡng mà cái khái niệm về cái nhóm chất dinh dưỡng này còn khá mới mẻ với người dân Việt Nam. Vậy xin bác sĩ hãy chia sẻ kỹ hơn nữa về dưỡng chất thực vật là gì và vai trò của dưỡng chất thực vật đối với cơ thể, đặc biệt là đối với các bạn thí sinh ạ. Thực ra thì tôi thấy câu hỏi của Thu Hà thực sự rất là nhạy với những cái vấn đề dinh dưỡng mới hiện nay. Và cái hóa chất, những cái dưỡng chất thực vật, hay chúng ta gọi là những cái chất hóa thực vật, chứ không phải hóa chất thực vật đâu ạ, chất hóa thực vật hay còn gọi là dưỡng chất thực vật, là những cái điều mà khoa học mới minh chứng trong thời gian gần đây. Thực ra nói về dưỡng chất thực vật là bởi vì những cái chất này nó chỉ đến từ thực vật thôi. Nếu các bạn ăn thức ăn động vật thì hầu như không có những cái dưỡng chất này. Và để cho đơn giản thì chúng ta có thể thấy rằng cái vai trò chính của các dưỡng chất thực vật thì nó đóng vai trò như là một chất chống oxy hóa. Và các bạn nghĩ rằng nó có những tác dụng gì đối với cơ thể các bạn thì các bạn cứ hình dung nó theo cái năm màu cho nó đơn giản. Ví dụ như là các bạn nghĩ đến màu trắng, đó là trong hành, trong tỏi, rồi là trong súp lơ trắng, thì có thể cung cấp cho các bạn những cái chất hóa thực vật, những cái dưỡng chất thực vật mà rất tốt cho sức khỏe của xương. Thế còn các bạn thấy một cái màu xanh, xanh thẫm như thế này, đó chính là màu của súp lơ xanh, màu của rau ngót, của rau dền, thì nó rất là tốt cho cái dinh dưỡng tế bào. Mà trong mỗi một cơ thể chúng ta có khoảng hơn 100.000 tỷ tế bào, và mỗi tế bào ấy được các bạn nuôi dưỡng nó tốt mỗi ngày, thì tôi nghĩ rằng các bạn sẽ luôn luôn giữ được cái sắc đẹp, cái tuổi thanh xuân của mình một cách dài lâu nhất. Thế còn cái màu tím mà các bạn thấy ở đây, như là nho này, như là cà tím này, hoặc là như bắp cải tím, thì đấy là những cái thực phẩm mà chứa các cái dưỡng chất thực vật mà có thể cung cấp rất tốt cho não bộ. Và các bạn muốn tâm hồn mình lúc nào cũng tỏa sáng, lúc nào cũng bao dung độ lượng, lúc nào cũng rất là minh mẫn, thì chắc chắn các bạn phải có được những cái dưỡng chất thực vật từ những cái thực phẩm màu tím. Còn đối với thực phẩm màu đỏ, ví dụ như là ở trong cà chua, như là trong gấc, thì rất giàu lycopene, thì đây là những cái thực phẩm mà rất tốt đối với sức khỏe tim mạch. Và chắc chắn rằng cái bước chân của mỗi hoa hậu, mỗi việc làm của mỗi hoa hậu không thể được như ý nếu như các bạn không có một trái tim khỏe. Và những cái màu sắc như là màu vàng của cà rốt, của bí đỏ, rồi đu đủ thì sẽ đem đến cho các bạn một cái, thường là cái dưỡng chất giàu beta-carotene, thì nó có tác dụng tốt đối với mắt. Và ngày nay người ta chứng minh rằng beta-carotene không chỉ tốt đối với sự nhìn của mắt mà nó còn giúp cho cơ thể chúng ta là tăng trí nhớ, rồi giảm nhiễm trùng, và rất nhiều vai trò của beta-carotene thì đều đã được ghi nhận. Và các bạn có thể hình dung rằng khoảng độ 100.000 tỷ tế bào trong cơ thể chúng ta như thế này, thì trong mỗi tế bào có rất nhiều cái nhà máy mà chúng ta gọi là ti thể. Thì cái nhà máy này hoạt động liên tục, các bạn cứ nạp thức ăn vào là nó hoạt động để cho sản phẩm của các bạn ở đây, để các bạn sử dụng, đó chính là năng lượng cho trái tim đập, cho phổi thở, cho nét mặt các bạn tươi tắn, cho các bạn hoạt động trong những cuộc thi hoa hậu như thế này. Nhưng đồng thời cái hoạt động của nhà máy ấy cũng cho ra rất nhiều rác, và chúng ta gọi là cái gốc tự do. Và đây là những nguyên nhân gây nên những bệnh cảnh, gây nên những cái sự lão hóa. Và chắc chắn rằng vẻ đẹp của các bạn sẽ không bền nếu như trong người cơ thể các bạn có nhiều gốc tự do.
Và các gốc tự do ấy còn gây ra những bệnh rất là khủng khiếp như là ung thư, đái tháo đường, rồi là đối với những bệnh tim mạch và thậm chí gây nên biến đổi ADN, để lại những hậu quả lâu dài và nặng nề đối với sức khỏe. Vậy thì ở đây các bạn sẽ phải cung cấp cho mình đầy đủ các cái dưỡng chất thực vật đó đến từ các loại rau xanh và quả chín. Nhưng tiếc thay, 25 năm qua người Việt Nam chúng ta tiêu thụ vẫn chỉ ở mức xấp xỉ có 200 gram rau một đầu người một ngày. Và tôi hy vọng rằng các bạn Hoa hậu đây sẽ phải tiêu thụ nhiều hơn thế. Cái mức nhiều ấy là bao nhiêu? Các bạn hãy đạt tới cái mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, tức là chúng ta ăn tới 400 gram rau một người một ngày. Và khi lựa chọn rau, các bạn nên chú ý chọn những cái rau là phải thật tươi, có màu xanh thẳm, có màu vàng ươm, có màu đỏ, gọi là đỏ au ra, tức là cái màu nó rất là rõ ràng. Bởi khi những cái màu ấy càng sắc nét bao nhiêu, điều ấy càng hứa hẹn, đó là một cái biểu hiện của trong đó càng chứa nhiều dưỡng chất thực vật tương ứng với màu sắc của nó bấy nhiêu. Và khi chú ý chọn các loại quả, thì đặc biệt là các bạn muốn quản lý cân nặng thì hãy lưu ý với một cái quả, đó chính là quả chuối, có thể cung cấp hơi nhiều năng lượng, rất dễ làm các bạn lên cân nhé. Nếu mà các bạn chỉ ăn nửa bát cơm mà tráng miệng bằng một quả chuối to, có nghĩa là các bạn đã ăn một bát rưỡi cơm rồi đấy. Cho nên là khi các bạn lựa chọn các quả ngọt thì hãy cảnh giác, nhất là trong đợt thi Hoa hậu này, để các bạn giúp các bạn quản lý cân nặng thật là tốt. Và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ quan tâm hơn nữa đến dưỡng chất thực vật, điều ấy rất cần thiết cho sức khỏe. Vâng, vô cùng cảm ơn cái phần chia sẻ của bác sĩ đã giúp cho các bạn thí sinh hiểu rõ về vai trò chống oxy hóa của phytonutrient, hay còn gọi là dưỡng chất thực vật đối với cơ thể. Có lẽ các bạn thí sinh sẽ điều chỉnh cái chế độ ăn uống hàng ngày của mình, đặc biệt là tăng cường đa dạng hóa các cái loại trái cây, rau củ trong khẩu phần ăn hàng ngày, để nhằm cung cấp đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất cũng như là dưỡng chất thực vật cho cơ thể. Và bên cạnh đó, như là bác sĩ cũng đã chia sẻ ở cái phần đầu về cái tháp dinh dưỡng ạ, trong cái chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý, thì khẩu phần ăn hàng ngày của chúng ta cũng cần cung cấp cho cơ thể một cái lượng chất béo nhất định. Từ chất béo đối với các bạn thí sinh có lẽ là nghe hơi nhạy cảm đúng không ạ? Thì tuy nhiên thì bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn, đặc biệt là dành cho các bạn thí sinh được biết là chất béo thì quan trọng như thế nào đối với các bạn, và các bạn cần cung cấp chất béo như thế nào để duy trì được một cơ thể khỏe mạnh, tất nhiên lại là giữ được một cái vóc dáng lý tưởng và một làn da đẹp. Tôi không nghĩ rằng Thu Hà sẽ đặt vấn đề chất béo đối với chúng ta, đặc biệt là đối với các bạn chuẩn bị thi Hoa hậu, bởi vì tôi nghĩ rằng trong khẩu phần của các bạn hàng ngày, các bạn sẽ rất hạn chế chất béo, đúng không ạ? Các bạn có kiêng chất béo từ hôm tập thi Hoa hậu đến giờ không? Liệu các bạn có nghĩ rằng mình sai lầm không? Bởi vì chất béo có những vai trò hết sức quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Và đặc biệt các bạn có thể bớt đi vai trò cung cấp năng lượng, nhưng các bạn lưu ý rằng tế bào thần kinh, não bộ của các bạn, các khối cơ của các bạn vẫn rất cần được vận động nhịp nhàng mỗi ngày, để các bạn có thể ứng xử trong cuộc thi, để các bạn có thể những lựa chọn được những giải pháp tối ưu nhất để các bạn có thể giành phần thắng trong cuộc thi, đúng không ạ? Nếu các bạn chỉ quan tâm đơn thuần đến vấn đề cân nặng, các bạn loại bỏ chất béo bởi vì nó cung cấp cái năng lượng gấp hơn 2 lần so với chất đạm và chất bột đường. 1 gram chất béo cho 9 kilocalo, trong khi 1 gram protein hoặc là chất bột đường chỉ cho có 4 kilocalo thôi, thì thực sự các bạn đã là đang sai lầm. Bởi vì khi mà các bạn sử dụng, các bạn luôn luôn có một cái quan niệm về chất béo sẽ làm cho các bạn làm gì ạ? Phình cái vòng eo, đúng không ạ? Sợ cho các bạn eo của các bạn, con kiến hiện nay trở thành cái bánh mì hay quả táo, đúng không? Nhưng mà nếu các bạn không có đủ chất béo thì các bạn sẽ không có được một trí tuệ minh mẫn. Vậy thì giữa hai loại chất béo nguồn thực vật và chất béo nguồn động vật, các bạn có thể lựa chọn những cái quan trọng về chất lượng chất béo dành cho các bạn, nhất là trong những đợt thi như thế này, đó là những cái axit béo không no cần thiết. Đây là những axit béo chuỗi dài mà người ta hay gọi tắt là omega 6 và omega 3. Đây là những cái mà cơ thể chúng các bạn không thể tổng hợp được, và mỗi một ngày các tế bào thần kinh trong não bộ các bạn vẫn ra đi và nó vẫn cần được bù đắp lại bởi những cái chất béo mới, và đó chính là nguồn omega 3. Nếu như các bạn có hạn chế chất béo để giảm cung cấp năng lượng thì xin đừng hạn chế omega 3. Mỗi ngày các bạn cần 500mg omega 3. Và cái vai trò quan trọng của omega 3 thì nó quan trọng trước hết đối với sự nhìn của mắt. Bởi vì vào trong cơ thể chúng ta, omega 3 sẽ được chuyển thành DHA, và chính DHA đã chiếm tới 50% tất cả các axit béo trong các tế bào tiếp nhận ánh sáng. Liệu các bạn giữ cân nặng mà không quan tâm đến chất lượng chất béo, các bạn có còn có đôi mắt tinh tường không? Có thể có đôi mắt long lanh tỏa sáng của một hoa hậu không? Chắc chắn điều ấy thực sự là rất khó. Thứ hai nữa là omega 3 rất tốt cho sức khỏe tim mạch, cho vấn đề làn da đẹp,
đây là toàn những cái rất là cần cho một hoa hậu, đúng không ạ? Và đặc biệt là tăng cường trí nhớ, phần này sẽ giúp cho các bạn dẫn truyền thần xung động thần kinh từ neuron này đến neuron khác một cách tốt hơn, và chắc chắn sẽ giúp các bạn rất nhiều trong phần thi ứng xử sắp tới của cuộc thi chung kết hoa hậu. Và tôi hy vọng rằng với những kiến thức này, các bạn sẽ bớt đi cái năng lượng do chất béo cung cấp để không bị tăng cân, nhưng đừng quên đi chất lượng chất béo cung cấp, để chúng ta cần phải đến những omega 3, omega 6 để giúp cho chúng ta có đủ cái minh mẫn, có đủ cái sự long lanh của những cái đôi mắt huyền diệu để giúp ta chúng ta chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu này. Và có lẽ là bác sĩ Mai có chuẩn bị một cái câu hỏi nho nhỏ đối với các bạn thí sinh để kiểm tra xem là các bạn sở trường của các bạn là thực phẩm nào, đúng không ạ? Cung cấp chất béo, đúng không ạ? Tôi hy vọng rằng các bạn không quan tâm nhiều đến chất béo, nhưng mà qua cái này thì tôi muốn hỏi các bạn xem là bình thường hàng ngày, ví dụ như là có hai đĩa, một là đĩa thịt bò và một đĩa cá, các bạn sẽ chọn món nào? Và có lẽ và với tôi cái nghĩ phần rằng các bạn phải năng động lên. Năng động phần như câu hỏi này, với phần câu hỏi này thì Hà xin phép được di chuyển xuống phía các bạn thí sinh và xin phép được hỏi hai bạn thí sinh. Hà nhìn thấy các bạn đã tỏa sáng, rất là tỏa sáng với vòng eo con kiến trong buổi đêm ngày hôm qua. Và vậy thì các bạn có thể chia sẻ cùng với bác sĩ Mai, nếu được lựa chọn thịt bò và cá thì bạn thích ăn loại thực phẩm nào hơn? Xin mời bạn. Em xin chào tất cả các anh chị ở đây. Em xin để trả lời câu hỏi là dạ, nếu được lựa chọn giữa thịt bò và cá thì có lẽ em xin được lựa chọn thịt bò. Dạ. Một tràng vào tay cho bạn. Thế còn bạn thì sao? Em xin chào tất cả các anh chị ạ. Em là Đỗ Mỹ Linh, số danh của em là 145. Nếu mà được lựa chọn giữa thịt bò và cá thì em nghĩ là mỗi một món thì nó sẽ cung cấp cho mình một cái dưỡng chất khác nhau. Ví dụ như là trong thịt bò thì có rất là nhiều protein, còn ở cá thì vừa có protein và vừa có những cái mỡ cá thì nó là chất béo, nó rất là cần thiết cho bữa ăn của chúng ta, thì em nghĩ là em sẽ chọn cá. Vâng. Rất là cảm ơn phần chia sẻ của hai bạn. Vâng. Cảm ơn câu trả lời của hai bạn. Và tôi nghĩ rằng là điều quan trọng là tôi muốn là các thí sinh còn 16 bạn còn lại ở đây, các bạn sẽ bỏ phiếu cho 145 hay là 151 ạ? Thôi bỏ phiếu cho bên nào thì tối về các bạn bỏ phiếu nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ làm giám khảo để mà tư vấn cho các bạn. Trước hết thì đối với bạn 151, bạn thích thịt bò. Và theo ý kiến của bạn 145 thì bạn cho rằng trong thịt bò không có chất béo. Bạn đã hoàn toàn sai lầm. Trong thịt bò rất có rất nhiều chất béo. Và trong đó đặc biệt là khi các bạn mà đi chọn phở ấy, chọn phở nạm với phở gầu các bạn ăn xong, mà nếu mùa đông thì làm thế nào mà các bạn lau được cái mỡ nó bám quanh môi các bạn? Chắc là phải thấm một lượt nước ấm rồi mới lau được, đúng không ạ? Như vậy thể hiện là trong thịt bò cũng có chất béo, chứ không phải là như Linh nói, là Linh nói rằng là không có chất béo trong thịt bò đâu nhá. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là trong thịt bò ấy, thì cái chất béo của bạn là chất béo bão hòa, nó sẽ không tốt cho làn da, cho sức khỏe tim mạch, và cũng không tốt cho cái dẫn truyền thần kinh của bạn. Thì như vậy thì nếu đứng về chất béo thì chất béo của thịt bò thì sẽ không bằng chất béo của cá. Còn bạn Linh chọn chất béo của cá, đặc biệt là trong cái điều kiện thi hoa hậu như này, thì sẽ tốt cho sức khỏe của các bạn hơn và trí nhớ tốt hơn. Và để lựa chọn chất béo tốt nhất thì các bạn có thể đếm là gì ạ? Các bạn đếm từ con không chân đến con nhiều chân. Con nào ít chân hơn thì chất béo của con ý tốt hơn. Con cá là không chân này, con gia cầm, con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng là nó hai chân này. Thế còn con trâu, con bò, con lợn thì nó bốn chân. Thế con nào ít chân thì mỡ của nó tốt hơn. Thế và cái con mà cùng một số chân như nhau, con nào càng to thì mỡ nó càng không bằng cái con nhỏ. Ví dụ mỡ con bò nó sẽ không bằng mỡ con lợn. Đấy, và thế như vậy các bạn sẽ rất dễ dàng lựa chọn, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn các bạn. Vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ vô cùng thiết thực mà bác sĩ đã dành cho các bạn thí sinh. Bên cạnh chất béo thì Hà được biết là chất đạm hay còn được gọi là protein đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Protein chính là cái nguyên liệu để giúp xây dựng và tái tạo tế bào, là cái thành phần cấu tạo nên các cái men và nội tiết tố trong cơ thể, đồng thời giúp xây dựng khối cơ bắp trong cơ thể. Vậy thì xin bác sĩ có thể cho biết những cái tiêu chí nào để chúng ta có thể đánh giá một loại protein có chất lượng cao? Vâng, các bạn có nói rằng là protein, đúng là vai trò của protein quan trọng nhất
không phải là vai trò cung cấp năng lượng 4 kilocalo đâu các bạn ạ. Cho nên các bạn đừng dùng nó để đốt cháy năng lượng cho cơ thể mình, sẽ rất là mệt. Và cái nguồn protein chúng ta có hai nguồn, nguồn động vật là nguồn của tất cả cái protein của những cái con có thể chuyển động được, và sản phẩm của nó như là cái con gà, con gia cầm thì cho chúng ta quả trứng, mà con gia súc thì cho chúng ta dòng sữa, thì đấy là cái nguồn protein động vật. Còn nguồn protein thực vật đó là đậu đỗ, lạc vừng thì cho chúng ta nguồn protein thực vật. Và cái sự khác biệt của các protein này, đó không có protein nào là hoàn hảo nhất trong tất cả các thực phẩm ở đây, không có cái nào là nhất cả, trừ sữa mẹ dành cho em bé dưới 6 tháng thôi. Thế còn cái protein tốt nhất mà Hà hỏi ấy, đó chính là nguồn protein mà được tụ hội từ nhiều thực phẩm khác nhau. Chúng ta không có thực phẩm tốt nhất mà cũng không có thực phẩm xấu nhất, chúng ta chỉ có bữa ăn tốt và xấu thôi. Cái bữa ăn ấy chính là sự kết hợp những cái thực phẩm khác nhau của người sử dụng bữa ăn. Thì tôi hy vọng rằng là các bạn hoa hậu chúng ta sẽ lựa chọn tốt hơn. Bởi vì để đánh giá protein thì chúng ta quan trọng là cái đơn vị cấu thành protein sẽ đi vào cơ thể chúng ta, đó chính là các axit amin. Và trong cơ thể chúng ta có tới 9 axit amin mà chúng ta không thể tự tổng hợp từ cái này qua cái khác được, mà chúng ta bắt buộc phải lấy vào từ thức ăn. Cho nên vậy thì một nguồn protein có giá trị sinh học cao, trước hết nó phải có đủ các axit amin. Cái thứ hai, đủ các axit amin cần thiết nhé. Các bạn, chúng ta có rất nhiều axit amin nhưng chỉ có 9 axit amin cần thiết thôi. Thứ hai là các axit amin ấy nó phải ở một cái mối tương quan thích hợp. Bởi vì chỉ trong cái mối tương quan thích hợp ấy thì mới giúp cho cơ thể chúng ta tổng hợp nên cái protein, cái ADN của chính mình một cách riêng biệt nhất và nhanh chóng nhất. Bởi vì nếu như trong 9 acid amin ấy có một cái acid amin mà hàm lượng rất là thấp thì tất cả các acid amin khác sẽ được hấp thu với một tỷ lệ cân đối với lại cái acid amin thấp nhất thôi, còn thừa thì nó sẽ đào thải ra ngoài. Cho nên là các bạn phải chú ý lựa chọn đến cái tính cân đối của các acid amin cần thiết nữa. Thứ ba nữa là tiêu chuẩn một cái chất đạm giá trị sinh học cao, đó là chất đạm đó phải dễ hấp thu và dễ đồng hóa. Tức là khi các bạn dùng chất đạm, các bạn ăn thì ăn miếng thịt, ăn con cá, đúng không ạ? Ăn quả trứng, chứ chúng ta không ai gắp acid amin cần thiết cả, không biết nó ở đâu mà gắp, mà nó hiển hiện trong thực phẩm. Sau khi vào cơ thể chúng ta được hấp thu rồi thì nó sẽ được lắp ráp thành cái protein của chính cơ thể các bạn. Và nếu như cái protein nào, cái sự lắp ráp ấy càng nhanh chóng thì sẽ giúp cho cái giá trị sử dụng của protein đó, cái giá trị sinh học của nó càng cao. Như vậy chúng ta có 4 tiêu chuẩn để đánh giá cái chất lượng protein, đó là không chỉ đủ acid amin cần thiết mà còn phải ở tỷ lệ cân đối và phải dễ hấp thu và có độ đồng hóa cao. Vâng, đấy là 4 tiêu chuẩn. Và vô cùng cảm ơn phần chia sẻ rất là tuyệt vời của bác sĩ về 4 cái nhóm chất dinh dưỡng để giúp cho tất cả anh chị em chúng ta ngồi đây cùng với tất cả các bạn thí sinh có được một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý. Vậy thì có lẽ là em sẽ xin phép bác sĩ Mai để có thể là cùng có một cái hoạt động tương tác với các bạn thí sinh, và sẽ nhờ bác sĩ Mai kiểm tra giúp xem là ngày hôm qua các bạn thí sinh của chúng ta đã ăn những cái gì và chúng ta đã có được một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý hay không. Đúng không ạ? Tôi biết là các bạn hôm qua ăn rất nhiều thứ khác nhau đúng không? Các bạn cứ kể tên những cái các bạn ăn thôi, khá là nhanh chóng để chúng ta cùng chia sẻ. Vâng, xin mời các bạn. Giơ tay đi. Có bạn nào muốn chia sẻ về bữa ăn của mình ngày hôm qua không ạ? Lại phải mời anh Vũ Tiến vào đây để xem nhiệt tình các bạn đã hăng chưa. Có lẽ là như thế này ạ, em sẽ xin phép được di chuyển sang khu vực phía bên này. Và ngày hôm nay thì em sẽ thấy rất là ấn tượng với bạn thí sinh mang số báo danh 290 với một cái bộ váy đỏ rất là đẹp. Xin mời quý vị đứng lên và chia sẻ cùng với bác sĩ Mai cũng như là các quý vị đại biểu ở đây và các bạn thí sinh khác là ngày hôm qua em đã ăn những loại thực phẩm nào. Em chỉ cần kể tên những loại thực phẩm mà em đã ăn trong buổi ngày hôm qua thôi ạ. Thí Vi xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn thí sinh có mặt tại sự kiện ngày hôm nay. Vâng, em xin được chia sẻ những thực phẩm ngày hôm qua em đã dùng trước khi vòng chung khảo diễn ra. Vào buổi sáng thì em ăn một ít rau và dùng một bát phở. Và buổi trưa thì em... Tôi rất muốn bạn nói hộ rau gì. Dạ. Có buổi sáng là em ăn bắp cải luộc ạ. Bắp rau cải luộc. Vào buổi trưa thì em có dùng một ít cơm và cá với lại thịt bò. Em ăn thịt bò để cho bổ sung thêm năng lượng. Và vào buổi chiều tối thì em không dám dùng cơm nhiều nữa, tại vì buổi tối có phần thi là bikini, sợ bụng hơi to nên em chỉ là dùng một cái bánh ngọt và một ly nước cam thôi. Dạ, là khẩu phần ăn hôm qua của em. Tay dành cho bạn Thí Vi một tràng pháo tay, rất là cảm ơn bạn. Xin mời bạn ngồi xuống. Bạn đã cho tôi một cái khẩu phần của bạn ngày hôm qua, tôi đếm này, có bắp cải là 1 này, cơm là 2 này, phở với cơm là giống nhau,
là cùng họ. Thế thịt bò là ba này, bánh ngọt của bạn thì cũng gần giống cơm đấy, bởi vì nó cung cấp chất vào đường đúng không ạ? Thôi cứ đếm nhá. Bánh ngọt nữa là 4 này, chiếu cố đếm cả phở nữa mới là 5, và nước cam nữa mới là 6. Như vậy cả ngày hôm qua trong số 8 nhóm thực phẩm thì bạn ăn ở đây mới có, ở đây tôi mới thấy có 3 nhóm thực phẩm. Thế là như vậy là cái bữa ăn tối thiểu của chúng ta đảm bảo đa dạng là phải có 5 trong 8 nhóm thực phẩm. Trong đó phải có nhóm chất béo mà tôi thấy rằng bạn ở đây chắc là bạn lại quên omega 3 rồi. Chưa hề có chất béo đúng không ạ? Thế và trong các cái thực phẩm ở đây bạn mới, tôi đếm tất cả cả cơm, cả bánh ngọt, cả phở tôi đều đếm, mặc dù nó cùng một nhóm, thì bạn đã có tới có 6 thực phẩm. Mà bữa ăn của chúng ta tối thiểu quy định là phải có ít nhất 15 thực phẩm mới gọi là một bữa ăn đa dạng. Như vậy rõ ràng là ngày hôm qua bạn chưa có được một bữa ăn để cho bạn có thể có được sức khỏe tốt, có được một nét đẹp về hình thể và nét đẹp về tâm hồn được duy trì đâu. Đấy, cho nên là tôi mong rằng là bạn sẽ thay đổi cái chế độ ăn của mình. Và tôi cũng hiểu rằng là cái bữa ăn ấy đối với bạn Thúy Vi chẳng qua là nó chỉ diễn ra trong cái thời gian quá bận rộn, quá gấp gáp của cuộc thi Hoa hậu này thôi. Và hy vọng rằng bạn sẽ có một cái giải pháp nào, một giải pháp nào đó cho mình để bạn có thể có được đầy đủ dinh dưỡng mà bạn vẫn có thể tập trung thời gian dành cho cuộc thi Hoa hậu. Rất là cảm ơn bác sĩ ạ. Và qua cái phần trắc nghiệm nhỏ vừa rồi cùng với các bạn thí sinh thì chúng ta đều thấy là việc ăn uống đa dạng và cân bằng dinh dưỡng thực sự không phải là dễ đối với người bình thường, và lại còn khó khăn hơn nữa đối với các bạn thí sinh đang bận rộn chuẩn bị cho cái cuộc thi ngày hôm qua cũng như là trong những cái vòng thi sắp tới. Vậy thì bác sĩ có thể gợi ý một cái giải pháp tối ưu để giúp các bạn thí sinh có thể có được một chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý? Vâng, để có một chế độ dinh dưỡng cân bằng và hợp lý thì cái nguyên tắc đầu tiên đó là nguyên tắc phải có một bữa ăn đa dạng. Thứ hai là cung cấp đủ các chất dinh dưỡng. Và thứ ba là các chất dinh dưỡng đó phải ở một tỷ lệ cân đối và hợp lý. Làm được, chỉ làm được ba nguyên tắc đó, bạn mới có thể có được một cái chế độ ăn hợp lý và sức khỏe đã, để có được một cái sức khỏe tốt. Thế và để mà có được cái như vậy thì thực sự cái việc phối hợp nhiều loại thực phẩm của bạn thì thực sự là rất khó khăn, nhất là trong lúc bận rộn như thế, đúng không ạ? Không thể nào mà muốn ăn rau này rau kia được. Và tôi nghĩ rằng như vậy là với những thành công của khoa học dinh dưỡng, khoa học công nghệ thực phẩm, chúng ta có thể tụ hội những cái thực phẩm khác nhau ấy trong một cái gì đấy nho nhỏ, một cái gói gì đấy xinh xinh để cho bạn có thể sử dụng nó trong một cái bữa ăn, trong một cái thời gian mà bạn tập luyện như vậy thì rất là cấp thiết, rất là đòi hỏi rất là ít thời gian mà bạn vẫn đảm bảo được đa dạng thực phẩm và đặc biệt là đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, trong đó bao gồm không chỉ chất đạm, chất béo, chất bột đường, đặc biệt là không quên chất béo không no cần thiết omega 3 đúng không ạ? Và có được đầy đủ các cái vitamin, khoáng chất để phòng chống cái nạn đói tiềm ẩn, cũng như là đầy đủ các cái dưỡng chất thực vật giúp cho cái vẻ đẹp của bạn, cả vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp tâm hồn sẽ được tỏa sáng và bền vững. Tôi nghĩ đấy là một cái giải pháp rất tối ưu đấy ạ. Dạ. Không biết là công ty Nutri có thể là có một cái sản phẩm nào đấy để hỗ trợ cho các bạn không ạ? Dạ vâng. Lát nữa đến cái phần trình bày tiếp theo thì các bạn cũng sẽ được chia sẻ về thương hiệu Nutri, một cái giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho các bạn. Và thưa bác sĩ, như các bác sĩ đã gợi ý cho các bạn thí sinh là sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng nhằm bù đắp lại cái lượng dinh dưỡng thiếu hụt trong cái khẩu phần ăn hàng ngày để có được một chế độ dinh dưỡng cân bằng. Vậy thì tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường thì lại có rất là nhiều các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cung cấp bởi rất là nhiều các thương hiệu khác nhau. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết những cái tiêu chí nào mà người tiêu dùng và đặc biệt là các bạn thí sinh ở đây nên xem xét kỹ lưỡng để lựa chọn một cái thương hiệu cung cấp thực phẩm bổ sung tốt nhất cho mình ạ? Vâng, tôi muốn chia sẻ một tí nữa về cái nạn đói tiềm ẩn. Bởi vì cái thiếu vi chất dinh dưỡng ấy của chúng ta là quá phổ biến. Các bạn thấy một cái tỷ lệ quá là cao, toàn trên 50% hết. Thì vậy thì làm thế nào để chúng ta bổ sung được cái vi chất dinh dưỡng đó là vô cùng khó. Khi mà cơ thể chúng ta không biết kêu đói thì chúng ta đã có những cái, ngay cả đối với Đảng và Nhà nước thôi, thì Thủ tướng Chính phủ vừa mới tháng Giêng năm 2016 đã ký một cái nghị định là bắt buộc tăng cường một số vi chất rất hay thiếu vào trong thực phẩm. Ví dụ như là vitamin A, ví dụ như là iốt, ví dụ như là sắt và kẽm. Thì bắt buộc vitamin A, bắt buộc tăng cường vào dầu, muối bắt buộc vào iốt, sắt kẽm bắt buộc vào bột mì. Để làm gì? Để cho mọi người dân Việt Nam khi mà họ chưa hiểu được, và tôi nghĩ rằng các bạn Hoa hậu hôm nay thì hiểu hơn những người khác rồi, về cái vấn đề thiếu vi chất tiềm ẩn ấy,
cái nạn đói tiềm ẩn đấy, thì các bạn sử dụng thực phẩm ấy cũng đã có đủ vi chất rồi. Cho nên chính vì vậy, khi mà các bạn lựa chọn những cái thực phẩm mà bổ sung để cung cấp các cái chất dinh dưỡng cho mình, thì thực sự đây cũng là một cái rất là một cái giải pháp rất là ưu việt, và nó làm cho chúng ta vẫn có được một cái bữa ăn khá là sinh lý. Và để chọn cái bữa ăn trên thị trường mà các bạn thấy rằng nó vô cùng nhiều như vậy, thì làm thế nào mình lựa chọn được? Thì trước hết thì tôi xin các bạn lưu ý, đầu tiên là các bạn cần gì, các bạn phải tìm thấy nó ở trong cái thực phẩm mà các bạn lựa chọn. Tức là các bạn muốn cần đến các vi chất, các bạn nhìn trong thực phẩm ấy phải có vi chất. Các bạn cần đến dưỡng chất thực vật thì trong thực phẩm ấy phải có dưỡng chất thực vật. Các bạn cần omega 3 thì đấy phải có omega 3. Các bạn cần các vitamin và khoáng chất thì trong đó cũng phải có, đúng không ạ? Đạm sinh học cao thì trong đó phải có đạm sinh học cao. Tức là để giữa cái cầu của cơ thể chúng ta gặp được cái cung từ sản phẩm. Đấy là tiêu chuẩn đầu tiên để các bạn lựa chọn. Tiêu chuẩn thứ hai là các bạn phải quan tâm đến nó là nhãn mác như thế nào, được cung cấp bởi các công ty có uy tín không. Bởi vì rất là nhiều cái này, sản xuất thực phẩm bổ sung bây giờ thì nhiều vô kể. Thì các bạn nên có cái sự lựa chọn những công ty và những cái sản phẩm mà đã được những cái công ty mà có truyền thống cung cấp thì sẽ tốt hơn. Thứ ba, đó là cái sản phẩm đó dù của công ty uy tín mấy đi chăng nữa nhưng cũng cần phải được cấp phép bởi các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Bởi đấy là những minh chứng rằng đây là những sản phẩm đảm bảo chất lượng. Và vấn đề thứ tư là cái sản phẩm ấy phải đảm bảo về an toàn thực phẩm. Các bạn phải thấy đấy, hiện nay chúng ta đang dấy lên là nói không với thực phẩm bẩn, đúng không ạ? Và vấn đề an toàn thực phẩm, ngoài cái vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng thì còn liên quan đến ảnh hưởng rất là lâu dài, và đặc biệt là ảnh hưởng đến sắc đẹp, một điều rất là cần đối với các bạn thi hoa hậu. Cho nên các bạn nên chọn cái thực phẩm đảm bảo an toàn. Như vậy chúng ta có 4 cái tiêu chí để chúng ta lựa chọn các cái thực phẩm bổ sung an toàn nhất cho mình và đem lại cho mình những lợi ích mà sức khỏe chính là những điều mà mình đang tìm kiếm. Và chúng tôi hy vọng rằng là với một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng và các bạn quan tâm nhiều hơn đến vi chất dinh dưỡng, đến dưỡng chất thực vật, thì hy vọng rằng các bạn sẽ có được một chế độ dinh dưỡng hợp lý, một cách lành mạnh và cân đối để cho các bạn khỏe hơn, đẹp hơn, năng động hơn và duy trì được tuổi thanh xuân của mình dài lâu hơn. Và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu sắp tới. Và vô cùng cảm ơn những phần chia sẻ rất là tuyệt vời từ bác sĩ Lê Bạch Mai.